Quý khán thính giả chắc cũng đã xem rất nhiều bộ phim võ hiệp kỳ tình của Kim Dung do các nhà điện ảnh Hồng Kông thực hiện. Thường thì tác phẩm của Kim Dung hay có những chàng hiệp sĩ, những anh hùng hào kiệt bỗng dưng một ngày nọ bị đánh văng xuống hố, lụm được bí kíp, thế là trở nên bắt đầu hành tẩu giang hồ, bắt đầu trừ gian diệt ác bằng cái võ công thượng thừa của mình. Nói thật với các bạn, những nhân vật đó chả là gì so với nhân vật lịch sử của Việt Nam chúng ta. Tôi muốn nói đến đó là sự may mắn kỳ diệu của Đức vua Nguyễn Ánh. Trong cuộc đời của ông rất nhiều lần thoát nạn, nhưng cuối cùng ông vẫn vượt qua. Sau đây là một câu chuyện nói về 18 lần thoát nạn của vua Nguyễn Ánh, qua lời văn hài hước của bạn Phạm Vĩnh Lộc, cộng thêm một số mắm muối do Đạt Phi thực hiện. Mời các bạn cùng nghe. Sự may mắn của vua Gia Long nằm ngoài các định luật vật lý thông thường, nằm ngoài quy luật vũ trụ, con mẹ nó luôn. Mình đánh giá ông này còn hơn mấy cái thằng té núi lượm bí kíp trong truyện Kim Hiệp nữa. Kể sơ sơ mấy lần tiêu biểu xem nha. Lần thứ nhất, năm 1777, cả gia tộc bị Tây Sơn thảm sát, một mình Nguyễn Ánh sống sót. Ông mới 17 tuổi chạy ra Phú Quốc trốn, thì quân Tây Sơn lùng sục khắp nơi, muốn nhổ cỏ tận gốc. Nguyễn Ánh thiếu thốn đủ thứ, chỉ còn biết cầu nguyện: ông trời ơi, nếu trời cho ta làm vua thì hãy ban nước ngọt và lương thực cho ta. Rồi trong lúc tuyệt vọng, ông dùng gươm cắm sâu xuống khe đá, chỗ mũi kiếm cắm xuống, nứt ra nước ngọt từ dưới lòng đất tuôn ào ạt. Coi hên chưa? Chưa hết, cá ở đâu từ biển nổi lên trên mặt nước vô số kể, giúp bánh có lương thực để mà chống đói. Loại cá này sau đó được gọi là cá cơm. Để ghi nhớ sự kỳ diệu này, dân trong vùng gọi đây là giếng tiên. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai nè, có lúc Nguyễn Ánh phải sống như ăn mày. Nguyễn Văn Thành chấp nhận dẹp bỏ sĩ diện của một người nho nhã đi làm cướp để nuôi Ánh, đến nỗi bị dân đánh suýt chết. Lần thứ ba, Nguyễn Ánh trực tiếp so tài cùng Nguyễn Huệ, bị Huệ đánh cho tơi bời qua lá hẹ. Thuyền chiến của Ánh, kể cả xịn hay dởm, lớn hay nhỏ, to hay bé, đều bị Huệ đánh chìm và tịch thu luôn. Binh sĩ Ánh sợ Tây Sơn liền bỏ chạy công đích, còn mỗi Ánh xui xẻo bị kẹt lại ở định tường do ngựa sa lầy xuống bụng. May sao Nguyễn Huỳnh Đức liều chết quay lại cứu. Nguyễn Huỳnh Đức chứ không phải Lê Huỳnh Đức đá banh đâu nha bà con. Huỳnh Đức một mình lớn tiếng thách thức quân Tây Sơn lại gần. Tiếng nói của ông vang dội các khu rừng, khiến quân Tây Sơn sinh khó hiểu, sợ có mai phục nên bèn rút lui. Nhờ vậy mà Nguyễn Ánh thoát chết. Đêm đó Nguyễn Ánh ngủ gục trên đùi Huỳnh Đức. Ngủ gục trên đùi thôi chứ không có vụ gì đâu. Ông thức trắng đêm đuổi mũi cho chúa, cảm động vì sự trung thành và tận tụy. Chúa Nguyễn Ánh ban quốc tính Hồ Nguyễn cho ông, đối đãi như thành viên của hoàng gia. Ha, dùng này ngon à. Trong một lần giao tranh, Huỳnh Đức bị chính tay trùm cuối Nguyễn Huệ bắt sống. Huệ cũng rất thích ông nên thu dụng, nhưng ông bảo là chỉ đánh quân Trịnh chứ quyết không phản Nguyễn Ánh. Cái gì? Nhà bản chúng ta đã bị quân Tây Sơn tấn công hả? Quân Tây Sơn tấn công hả? Hãy chuẩn bị chiến đấu, ta vào báo với chúa Trịnh. Đợi các ba quân tướng sĩ, đừng để chúng ta kéo quân lên Bắc Hà để giết Trịnh phủ. Cứu an sở tất, toàn quân nghe lệnh, tổng tiến công. Trung quân hỗ trợ, hạ quân thủ quân, đồng lòng tiến công, tiến công. Về sau khi cùng Nguyễn Huệ thành công đánh quân Trịnh rồi, đã trả cái ơn không giết. Huỳnh Đức rời bỏ Tây Sơn sang đất Thái để tìm chúa cũ. Ông bất ngờ khi Nguyễn Ánh vừa về Sài Gòn. Vua Thái muốn giữ ông lại vì thấy ông rất tài năng. Nói chung là thấy ông tài năng, sẵn sàng trả ông một mức lương rất là cao, khoảng chừng 3-4 ngàn đô một tháng. Lần thứ tư,
Nguyễn Ánh sau khi liên tiếp bị đánh bại hai trận lớn ở Cần Giờ và Đồng Tuyên thì lực lượng tan rã gần hết. Các tướng chủ chốt mỗi người chạy một ngã. Nguyễn Ánh chạy đến Lật Giang thì không có thuyền, phải cởi trâu qua sông. Sau đó lên đên trên biển mấy ngày, sắp chết khát thì gặp lúc sông Cửu Long đổ nước ngọt ra khơi. Lần thứ năm, thủy quân Tây Sơn do Trương Văn Đa rút kinh nghiệm nên càng tổ chức dây chặt đảo Cổ Long. Đảo bị dây ba vòng mà Nguyễn Ánh không còn cả quân thủy lẫn bộ để bật lại. Đúng lúc đó bão lớn nổi lên, thuyền Tây Sơn bị đắm phải quay về. Trong khi ổng thì hì hục chèo forever alone giữa biển cả mênh mông chạy sang đảo Cổ Lốt thì lại thoát. Trời ơi, chưa có ông nào hên như ông này. Lần thứ sáu, Ánh đóng giả ngư dân trốn Tây Sơn ở Cù Lao Ông Chưởng. Tuy nhiên khi thấy một cô gái sắp chết đuối liền ga lăng bay ra cứu. Ha, vụ này hay à. Sau màn thể hiện đầy nam tính vừa rồi, cô gái tên Tố Lan đổ một cái rầm như một cây chuối bị sét đánh và Ánh bị kéo về nhà làm chồng theo tục lệ nơi đây. Ông cha vợ nuôi ăn ở, giúp che giấu, đồng thời đi tìm các tướng đang lưu lạc cho Ánh. Lần thứ bảy, Tây Sơn phát hiện nơi ẩn náu ở đá chồng, sắp tóm được Ánh thì Lê Phước Điển tình nguyện mặc đồ của ổng để ra hy sinh lừa Tây Sơn. Điển bị chém đầu, còn ổng tiếp tục thoát sang đảo Cổ Long. Lần thứ tám, Nguyễn Ánh bại trận ở sông Ngã Bảy, phải chạy qua nước Chân Lạp. Tây Sơn đuổi theo, bắt vua Chân Lạp hàng phục và buộc tất cả những người Việt ở đó phải về nước, nhưng Nguyễn Ánh lại trốn kịp. Lần thứ chín, trận Rạch Gầm Xoài Múc. Nguyễn Ánh có linh cảm bọn Mọi Xiêm sẽ bại trận nên bỏ đi trước. Quả nhiên chuẩn đến vi khuẩn cũng phải gật gù. Nói này nghe nè, đi đánh đề hay mua vé số là chết nhà cái luôn đó anh Ánh ơi. Quân Xiêm chỉ trong một ngày bị giết đến quá nữa và gần như thủy quân bị trùm cuối Nguyễn Huệ hoặc cho hoàn trả gần chết. Thậm chí tướng rất thân của Nguyễn Ánh là Châu Văn Tiếp cũng bị tử trận. Nguyễn Ánh bị một tướng Tây Sơn tên là Trân bắt, nhưng vì có ân tình trước đó nên lại được thả. Anh lại tung tăng cùng cuộc phiêu lưu còn dài dài ở phía trước. Lần thứ 10, bất chấp Nguyễn Ánh khi đó chả có con khỉ gì trong tay, toàn thua tới thua lui rất to. Giám mục Bá Đa Lộc cầu viện pháp không được, liền từ bỏ tiền túi ra, đồng thời đi vận động bà con cô bác gần xa làm từ thiện quyên tiền để giúp đỡ cho Nguyễn Ánh. Lần thứ 11, Nguyễn Huệ đánh vào Gia Định 4 lần không bắt được Nguyễn Ánh, như kiểu Tom and Jerry rượt nhau suốt ngày. Đến nỗi Huệ ức chế, không hiểu vì sao hắn may mắn như vậy. Cuối cùng phải phá hủy hết lăng mộ 8 đời chú Nguyễn để cắt lòng mạch, ngăn tổ tiên hô hấp nhân tạo cho Ánh. Lần thứ 12, Nguyễn Huệ chuẩn bị đánh Gia Định lần thứ 5, quyết chơi khô máu với Ánh thì gặp gió ngược nên chưa thể vào Nam. Tới khi sắp có gió thuận thì bỗng nhiên lăn đùng ra độc tử, đứt bóng. Lần thứ 13, Nguyễn Ánh chiếm được thành Quy Nhơn, tướng Tây Sơn Nguyễn Quang Huy đánh thẳng một mạch hạ đến 25 tướng của Nguyễn Ánh, kéo tới ngay trước chân thành thách thức. Nguyễn Ánh tò mò bèn leo lên thành đứng xem. Nói chung là cái tính dân Việt Nam mình đó mà, như kiểu thấy đụng xe thì cũng bu lại hiếu kỳ ngó xem coi có gì không. Quang Huy nhìn thấy ngay lập tức rút cung sắt bắn thẳng lên thành, trúng ngay vai trái khiến Ánh bất tỉnh tại chỗ. Vết thương khá nặng nhưng mà không chết. Ánh sau đó là chạy thoát về miền Nam. Lần thứ 14, Nguyễn Ánh chạy bộ và quân Tây Sơn do Nguyễn Văn Trương thì cưỡi ngựa đuổi theo. Khi Nguyễn Ánh vừa chạy qua khỏi một đoạn đường hẹp thì có một thân cây lớn mục nát đổ xuống chắn ngang đường. Kỵ binh Tây Sơn không sao qua được, nhờ vậy mà Nguyễn Ánh thoát nạn. Nguyễn Văn Trương sau việc trên cũng đã linh tính về chân mệnh thiên tử của chàng thanh niên này, nên về sau khi Nguyễn Ánh trở lại Nam Bộ, ông đã xin hàng và trở thành một trong ngũ hổ tướng thân tín nhất, khai quốc công thần Nguyễn Triều, lập rất nhiều công to. Lần thứ 15, trong đại chiến Thị Nại, lúc thuyền chở Nguyễn Ánh chèo vào giữa biển lửa thì đúng ngay tầm bắn của hai pháo đài Gành Ráng và Phương Mai. Đại bác nã như xả đạn vào đầm,
tướng Võ Duy Nguy của ổng bị một phát bay đầu, binh lính chết tưa lưa hộp dưa. Nhưng mà riêng ổng vẫn sống nhăn răng, chả sức mẻ gì. Tử thần cũng đành bất lực vô miệng ánh. Lần thứ 16, Võ Tánh tình nguyện tử thủ thành Quy Nhơn, chịu chết để thu hút lực lượng Tây Sơn đến giúp. Giúp chúa rảnh tay vượt biển đánh núp thành Phú Xuân, ánh đòi lại kinh thành cũ của gia tộc Nguyễn Phúc một cách thật dễ dàng. Lần thứ 17, Nguyễn Ánh giao tranh kịch liệt với Bùi Thị Xuân ở Trấn Ninh. Đang gần thua thì vua Tây Sơn Quan Toản, con của ông Nguyễn Huệ, sợ hãi bảo rút lui. Thế là lật kèo, thắng Ngoạn Mục và từ đó tiêu diệt luôn nhà Tây Sơn. Lần thứ 18, lúc Gia Long ra công trường để giám sát việc xây lăng, đang ngồi trong nhà thì bỗng gió giật một phát sụp đổ xuống. Hai hoàng tử bị trọng thương, nhiều quan khác chết ngay tại chỗ, thiệt hại ước tính vài trăm triệu Việt Nam đồng. Thế nhưng ổng vẫn sống nhờ kịp chui xuống hố, phản xạ nhanh như là vận động viên do có kinh nghiệm nhiều năm hành tẩu giang hồ, chỉ bị dập chân u đầu do xà rơ chúng. Và còn rất rất nhiều lần bị Tây Sơn dí, phải núp lùm chém dè, bơi trên sông mà vẫn thoát. Chưa kể còn được quý nhân cứu giúp và hỗ trợ. 25 năm lưu lạc lận mà. Nói chung, trời cho cha nội này quá nhiều cơ hội, không làm vua thì cũng hơi phí. Mong sau này sẽ có một bộ phim công bằng hơn, bởi vì đời của ổng còn hơn cả phim nữa. Credit Phạm Vĩnh Lộc. Kết nối Lê Phúc. Thực hiện Đạt Phi.